Anh là huấn luyện viên của mình cũng là học sinh FPC trường trung học cơ sở Sơn Nhạn Đông Hải Phòng. Mình có định đó là học sách, định coi xa, nhưng nhiều người đã phải chịu sự xung quanh. Ngay từ những lúc tuyển tham gia cuộc thi một cách chắc chắn và hoàn toàn cao hơn. Để mục tiêu mai thì mình sẽ giới thiệu bạn sách hay là những cuốn sách có hàng tuần. Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng từng một lần thất bại hay trải qua vị đắng của cuộc sống, lâm vào những tình huống hoàn cảnh tuyệt vọng, bế tắc, không biết chọn lối đi nào, và dường như mọi dự định, mọi ước mơ đều sụp đổ, không còn điểm tựa, cảm thấy hụt hẫng và không muốn làm gì, chỉ có ý nghĩ chấm dứt, buông xuôi trôi đi nỗi buồn. Những lúc như vậy hẳn ai cũng cần một động lực để đứng lên, và tôi cũng vậy. Tôi đã định tìm cho mình một cuốn sách về cuộc sống nhằm khắc phục những hạn chế và đưa ra cho mình những bài học kinh nghiệm cho đến khi tôi tìm thấy cuốn sách Hạt Giống Tâm Hồn, một trong những cuốn sách cần phải đọc ít nhất một lần trên đời. Một cuốn sách đã thức tỉnh bài học cuộc sống, đem lại sự đồng cảm cho mọi người. Vậy chúng ta hãy cùng nhìn nhận tác phẩm này nhé. Cuốn sách Hạt Giống Tâm Hồn là tập hợp của những câu chuyện ngắn mang nhiều ý nghĩa. Ngay từ nhan đề của những trang đầu tiên của cuốn sách đã cho chúng ta những bài học quý giá. Mỗi câu chuyện là một trải nghiệm, một lời khuyên. Nó sẽ giúp bạn đương đầu với những khó khăn thử thách trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn, từ đó sống mạnh mẽ và trải nghiệm cuộc đời một cách tuyệt nhất. Đọc từng dòng trong trang sách Hạt Giống Tâm Hồn, bạn có thể cảm nhận cuộc sống với những giá trị vĩnh hằng của nó. Những câu chuyện đó kể về điều bình thường với những thứ họ gặp. Đôi khi ta có thể tìm thấy trong cuốn sách điều mà mình đã lãng quên. Chính vì thế, dù bạn là ai, bạn sống trong hoàn cảnh nào, thì bạn vẫn cảm nhận được những điều gần gũi, bình dị mà cuốn sách mang lại. Cuốn sách, điều mà tôi ấn tượng nhất đó là lời đặt ở đầu cuốn sách. Kỳ diệu từ những điều giản dị, ai trong mỗi chúng ta đều có những ước mơ lớn lao, cao cả. Cũng có thể là ước mơ nhỏ bé, giản dị. Nhưng dù là ước mơ gì, cũng cần phải trải qua những khó khăn, thử thách mới đạt được những điều mình muốn. Ta thấy không phải con đường bằng phẳng nào cũng dẫn đến thành công cả. Tác giả đã khẳng định cho mỗi chúng ta, dù bất kỳ ai, từ đáy lòng của mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt, đó là sự khát vọng sống luôn được là chính mình. Nó là nguồn động lực vô hạn trải qua những trở ngại chắc trở trong cuộc sống. Tác giả mong muốn rằng những câu chuyện trong cuốn sách này khuyến khích các bạn sẽ đưa ra cho người khác, cũng như mở rộng lòng cho những ai cần bờ vai để chia sẻ nỗi đau, mang đến niềm tin, niềm lạc quan, tình yêu trong cuộc sống, để thấy được mọi khó khăn trong cuộc sống như một hòn đá mà bạn dễ dàng bước qua, để bạn trân trọng và mỉm cười với những gì mình đang có. Trong cuốn sách Hạt Giống Tâm Hồn có một câu nói nổi tiếng của Oprah Winfrey khiến tôi nhớ mãi. Cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào đoán trước được. Thế nhưng hãy tin rằng mọi chuyện buồn đều lướt qua chúng ta rất nhanh như một đoạn phim ngắn. Trong cuốn sách đêm lại, ta nhận thấy có rất nhiều bài học quý giá dành tặng những người đang đối đầu với khó khăn thử thách mà cuộc sống đem lại. Hạt Giống Tâm Hồn là cuốn sách viết lên những bài học quý giá dành tặng cho những người phải đối đầu với những thử thách mà cuộc sống đem lại, là người bạn tâm sự sát cánh bên ta khi nỗi buồn ập đến. Cũng là cuốn sách lấy đi những giọt nước mắt đầy cảm xúc trong trái tim người đọc. Đọc kỹ những câu chuyện trong cuốn sách Hạt Giống Tâm Hồn đã giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống này. Tôi nhận thấy rằng những người bất hạnh và đau khổ hơn ta, nhưng vì họ tin và họ đang thấy những điều tươi đẹp, kỳ diệu mà cuộc đời mang lại, nên họ vẫn tiếp tục cố gắng. Theo sách như mở đầu trong tôi mỗi hy vọng mới, một niềm tin mới, biến tôi từ một con số không tròn trĩnh mà biết đứng lên dần. Mỗi khi vấp ngã, tất tâm nhất, ngoài cảm nhận về cuộc sống, tôi đã biết thêm cho mình những bài học quý báu. Trước đó, tôi đã phải đặt ra hàng trăm lý do, hàng trăm câu hỏi tại sao để dẫn đến thành công và làm thế nào để chọn được con đường tương lai tốt. Hầu hết, những lý do đó không có câu trả lời và tôi không có cách giải quyết. Nhưng đến giờ, tôi đã tìm thấy câu trả lời trong Hạt Giống Tâm Hồn chỉ bằng hai chữ nỗ lực. Hạt Giống Tâm Hồn như một phép màu kỳ diệu mách chúng ta khi phải gặp thử thách. Những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua, nhưng chỉ cần có ý chí và niềm tin, bạn sẽ vượt qua những khó khăn đó và chạm đến thành công.
trong bất cứ hoàn cảnh nào nếu chúng ta mang một sức mạnh, ý chí gạt đi những giọt nước mắt đau khổ để đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn đó thì ta sẽ nhận ra rằng đằng sau những giọt nước mắt đó vẫn còn là một niềm vui, hạnh phúc. Và trái lại, nếu dễ dàng vứt kiếm buông xuôi thì ta chỉ nhận được thất bại song song với những nỗi buồn ảnh mãi không buông. Có những lúc tôi thất bại và muốn lùi lại, nhưng rồi đã cố gắng bước lên vì hạt giống tâm hồn mang cho tôi sức mạnh vi diệu ấy. Sách là vậy, sách đã mang lại cho con người tinh thần lạc quan, yêu đời để hoàn thiện bản thân. Không có ai trong chúng ta hoàn hảo cả, ai cũng có khuyết điểm, nhưng với những người biết khắc phục khuyết điểm đó là những người đáng được trân trọng và học tập. Hạt giống tâm hồn quả là một bộ sách mang giá trị về cuộc sống, đem lại cho ta phần nào thành công. Với hạt giống tâm hồn, cuốn sách đã giúp tôi cảm nhận đúng về giá trị bản thân và là một động lực mỗi khi vấp ngã thất bại của cuộc sống. Các bạn thấy đấy, hạt giống tâm hồn, cuốn sách đã gửi gắm biết bao nhiêu những thông điệp quý giá. Cần có ý chí, nghị lực sẽ đạt đến thành công. Hãy đặt trọn niềm tin vào cuộc sống. Hãy yêu bản thân, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ mọi người xung quanh để cuộc sống trở nên